À, kênh Sông Nước Miệt Vườn mến chào quý vị khán giả nha. Chào các bạn, chào các anh chị em thân mến nha. Cái này cái cano 5m4 lắp cái máy mạt nè các bạn, cái máy mạt 5 máy á. Hôm nay ngoài tiệm Thái chuẩn bị test thử, chạy thử cái chiếc cano 6m3, cái cano mà lắp cái máy 4GH á, cái 65 ngựa đó. Nay mình chạy ra đó mình xem thử coi như thế nào. Rồi đầu video mình cũng chúc tất cả quý vị khán giả là luôn bình an trong cuộc sống ha, ai cũng là sức khỏe dồi dào nha, làm ăn may mắn, gặt hái thật nhiều thành công nha. Chiếc mà cano 6m3 đó thì cái chân vịt người ta chưa có gửi về kịp nữa, tại buổi này cũng ship rồi cũng khó khăn quá. Cũng phải chờ ta chỉnh sửa rồi hả các bạn, cho nên là thời gian cũng hơi lâu. Bạn đón xem thử ha, theo chân mình đi xem coi ngoài Thái nó chạy cái chiếc đó như thế nào nha. Tại vì lộ ở trong nông thôn á, cỡ này mưa nhiều á, rồi con lộ nhỏ nữa, cái đóng gông quá, cho nên mình đi vỏ lãi cho nó an toàn các bạn ơi. Chạy từ từ, nó chậm chút, nhưng mà sẵn đây là mình quay cho các bạn xem chơi cái cảnh sông nước ở xứ mình là vậy đó. Lộ ở xứ mình đó là nó có bề ngang có 2m à, mà cây cối nó phủ á, rồi cái mưa nhiều cái gì gông ghiêu lắm, cho nên là mình chạy chợt ghê quá à. Ngày lớn tuổi rồi cũng ghê các bạn. Mình đi vỏ lãi thì nó nhanh hơn cái mình đi xe hai bánh, tại vì lộ trơn trượt á, đâu dám chạy lẹ, còn vỏ lãi thì chạy thoải mái. Là mẫu composite của Thành Tân nha các bạn, ở Cà Mau. Đó, chiếc 6m3 này cũng chuẩn bị đang vệ sinh. Chiếc này chạy cái 4GH. Cái này 65 ngựa nè. Giờ đang vệ sinh lại cái để bàn giao cho khách. Cái này là của ở làng bè Bảy Nhớ ở Tiền Giang. Cái này cái đèn trắng đó, cái đèn. Mình quay tổng thể sơ để cho các bạn xem. Này là ở cái dàn lái ở phía sau. Bằng inox hết nha. Cái mui đồ cũng làm xong rồi nè. Mà tạm thời mình xếp gọn lại đây. Cái này cũng chế vô, đây là cái chỗ châm dầu. Cái nắp châm dầu á. Cái nắp đó của cái chiếc mô tô nước lấy độ qua đó nha. Đây cái 4GH đây. Cái này 65 ngựa. Cái hệ thống ở trong, tại vì nó ở dưới hầm mình ra nó hơi tối quá. Dưới đó thì cũng ống nước, rồi đường bô, đồ bô ga mình âm ở dưới cho tiếng ồn nó giảm. Cái chiếc này thì là mấy cái sườn này cũng bằng inox luôn. Cái sườn của cái hầm này nè. Hai cái ghế ngồi. Cái ở trên này là cái hộp này, cái hộp mà có cái cây đỏ đỏ đó, đó là đúng ra nó hai cần đó. Một cần ga với một cần số, nhưng mà mình tháo bỏ một cần. Mình xài một cần đó để đi số được rồi. Còn cái ga là cái mình đạp này nè. Mình dở dò lên là cái máy nó xuống ga. Này cái bộ túp lô này mình đổ nha chứ xưởng của mùi xiết nó không có làm, Thái nó tự làm. Rồi có công tắc chìa khóa, rồi đồ tắc nước, rồi kèn này vậy đó. Còn cái hoa lăng này là nó chung bộ với cái bộ lấy cơ á, bộ đó cũng 5 triệu mấy. Đây cái kèn nữa, hôm đó mình cũng có nói giá hết trơn nhưng mà giờ cũng quên, lâu quá cũng quên. Cái này cái đèn pha, cái đèn này nó xây qua xây lại được nha, xây bằng cái nút điều khiển ở đây nè. Đó, cái nút tròn tròn này nè. Đó. Nút ở giữa màn hình đó. Đó là mình chấm vòng là nó xây vòng vòng được á, cái đèn đó. Gọi lên gọi xuống luôn. Giấu cái bình dưới đây luôn. Giấu cái bình quy dưới đây.
chá, nó chá cái ánh sáng nữa. Bỏ thử luôn. Đây cái dàn tải đây. Lái cưa này có cái cây đó đẩy qua để lợi đẩy bánh lái. Này nước sông giải nhiệt cho hệ thống nước xanh, nước xanh giải nhiệt lại cho máy, tại cái hệ máy thủy nó có sẵn vậy đó. Này có turbo rồi luôn này nha, turbo nằm đây. Lùi ra thử rồi, này cũng còn đương chờ cái chân vịt. Thử mấy cái chân vịt cùi bắp. Ban ngày mở đèn đâu thấy đâu. Đèn. Đèn. Ban ngày sáng trưng mà thấy gì thấy. Quay lại cho tôi. Chắc lạ, vậy được rồi. Quay tới 360 độ mà. Dạ.
In. Hả? Wow, cái đèn chắc là tiếng em ru ở đây cũng còn mấy chiếc chuẩn bị lắp cái máy sáo đây, còn mấy chiếc chuẩn bị giờ chờ rửa cái nữa là giao ship bằng xe, gửi xe đi của nhà vận chuyển Viettel á. Kết thúc video đây, chuẩn bị xuống vỏ lãi chạy về. Cảm ơn các bạn nhiều nha, chúc các bạn vui vẻ.